Good evening everyone. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với lớp vỡ lòng của chúng ta ngày hôm nay. Hello everyone. Good evening everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Chào tất cả quý vị. Chào tất cả quý vị. Vâng ạ. Trong lớp của chúng ta thì có các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các em. Đó, cho nên là gọi chung, em xin phép gọi chung là quý vị. Còn nếu mà khi gọi riêng đó, thì nếu như em có hơi gọi là mạo phạm một tí, bởi vì không biết được tuổi tác của quý vị đó, mà xưng hô có hơi sai, quý vị cứ chỉnh em nha. Được không ạ? Thì được không quý vị? Quý vị nghe có rõ không ạ? Có thể comment chữ yes chứ em được không ạ? Cũng coi như đó là một cách để mà thử coi là quý vị nghe âm thanh có rõ hay không, cũng như là quý vị có rành cái cách tương tác qua khung chat hay không. Đó, đấy, em thấy có chị Kim Tuyến, chị Thế Ngân, chị Mai Kim, chị Nga, anh Trường rồi đó. Thế thì còn những quý vị khác, anh Thỏa rồi đó, có những anh chị này thì quá quen rồi phải không ạ? Anh Minh, chị Cấn rồi quá quen. Còn những quý vị nào mà lần đầu tiên học á, mà chưa biết thì có thể nhắn cho em ha. Và nếu như em mà có xưng hô sai thì cứ chỉnh em, không sao cả. Rồi, tại vì quý vị biết không, trên thực tế thì ở trong ngôn ngữ của tiếng Việt á, nó phức tạp ở chỗ cái cách xưng hô. Nếu như mà người đó gọi là ngang hàng với lại bố mẹ mình thì mình phải gọi bằng bằng bác, bằng cô, bằng chú. Đó, khi nào ngang hàng với mình thì mình mới gọi bằng anh, bằng chị. Đấy, vậy thì đôi khi em cũng bị hớn. Dạ, có những người lớn em chừng chục tuổi thôi, nhưng mà em kêu bằng cô, thì chắc chắn người ta nghe người ta sẽ không có vui. Và ngược lại, đôi khi những người đáng tuổi cô, tuổi bác, mà mình lại kêu bằng anh, bằng chị, đôi khi người ta cũng lại không vui. Cho nên là thôi, đó em chân thành chia sẻ trước với quý vị. Nếu như mà quý vị có không vui thì cứ chỉnh em sẽ sửa. Và giống như trước đây có một trường hợp đó là có chú Văn, đó không biết chú Văn có còn trong lớp không ta? À, chú Văn chắc là qua lớp khác. Thì đó là chú Văn, nhưng mà em không biết em gọi bằng anh suốt. Cho tới khi mở camera lên mới thấy, ồ, bằng chú luôn. Đó, dạ rồi, à rồi, chị đi, ok. Không làm mất thời gian của quý vị nữa, em xin thông báo như thế này đây ha, là ngày hôm nay chúng ta sẽ là buổi học vỡ lòng. Cái tên đã nói lên tất cả. Học từ đầu, học từ số 0, coi như mình chưa biết gì hết trơn. Nha, học từ đầu nha quý vị. Và đã nói là học tiếng Anh là chúng ta học ba thứ nha các anh chị ơi, ba thứ. Từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Mục tiêu bài học của chúng ta hôm nay phải có được ba thứ đó. Từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Phát âm thì em đòi hỏi là phát âm sao cho người ta hiểu được. Còn quý vị nào học với em lâu một chút thì phải đặt mục tiêu là mình không chỉ phát âm cho người ta hiểu được mà còn phát âm hay nữa. Đó, từ vựng thì dễ rồi nha. Từ vựng, nếu quý vị nào mới thì em yêu cầu đó là tất cả những từ em cung cấp ngày hôm nay quý vị nhớ được hết. Đó là đối với quý vị nào mới. Còn đối với quý vị nào mà học với em lâu một chút, chẳng hạn như chị Nguyệt nè ha, chẳng hạn chị Cấn nè ha, anh Thỏa, anh Trường, thì sẽ nói được cái mà quý vị muốn nói. Lát nữa em sẽ nói lại cái phần này cho các anh chị. Đó. Thế còn ngữ pháp là gì? Ngữ pháp chẳng qua chỉ là cấu trúc câu. Mình biết đưa các cái từ đó vào các cấu trúc câu và mình giao tiếp được. Đó chính là ba mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ em chào chị Thu. Và bây giờ mình sẽ khởi động bằng bài phát âm nha quý vị. Đây ạ. Lúc nào cũng vậy. Đây. Em mời tất cả quý vị nhìn lên trên màn hình của chúng ta. Đây là một từ. Từ này có nghĩa là nghề nghiệp đấy ạ. Khi mà quý vị tra từ điển một cách chính thống thì sẽ thấy từ này nó được viết như thế này. Rồi, và nó có để ở dưới đây là cái dòng từ loại. Và ở đây chính là cái cách phiên âm của cái từ này. Bởi vì trong tiếng Anh, một cách ghi có thể có nhiều cách phát âm.
Cho nên chúng ta mới cần cái phiên âm này để có thể đọc lên được. Tiếng Hoa cũng có phiên âm, thực ra tiếng Việt cũng có phiên âm. Người nước ngoài học tiếng Việt họ cũng có học phiên âm đó quý vị. Nhưng mà mình may mắn ở chỗ đó, tiếng Việt của mình á, một cách viết nó tương ứng với một cách phát âm, một cách đánh vần. Cho nên là cái phiên âm này ít xài. Nhưng mà trong tiếng Anh thì khác. Một cách viết chữ nó có thể có nhiều cách phát âm khác nhau. Cho nên đòi hỏi những người học tiếng Anh phải biết đọc phiên âm. Và ngày hôm nay trong khuôn khổ mỗi ngày một chút, em chỉ cần quý vị nhớ giùm em ba cái âm này là được. Đặc biệt là cái âm ở giữa này quý vị. Em phóng to như quý vị ha. Đây ạ. À, nó được viết giống như chữ A. Chữ A nha quý vị. Dạ. Rồi. Và hai cái dấu chấm hình tam giác. Nếu quý vị phóng to lên sẽ thấy. Âm này mình sẽ đọc như sau ạ. À, quý vị nghe em đọc và làm theo, và em sẽ mời từng quý vị đọc lên cho em chấm điểm. Bước 1, thả lỏng miệng. Bước 2, hạ cầm dưới xuống. Nhớ, chỉ hạ cầm dưới thôi. Không có mở miệng, gọi là người ta nói là mở miệng toang hoác đó. Không có mở miệng to quá. Chỉ thả lỏng miệng và hạ cái cầm dưới mình xuống. À, nghe ha. Nếu được, hở cái răng trên chút thì nó sẽ đẹp hơn. A. Nó đó. A. 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 Và bây giờ em kính mời tất cả quý vị mở micro đọc cho em nghe loáng thoáng. Sau đó em sẽ mời từng người đọc em nghe, trong đó cô Trơn Đức. Cô Nga đọc em nghe nha, đã chuẩn bị cô Thảo đó. Em sẽ chuẩn bị mời một vài quý vị. Nào cả lớp đọc. A. À quý vị. À, chính nhờ quý vị mở micro lên phát âm như vậy mà em nghe có một vài cái quý vị đọc là a. À, mình không đọc là a nha. Mình không có mở miệng to như vậy. A là sai, phải là a. A. A mới đúng. À, bài học đầu tiên của chúng ta hôm nay là phải mở miệng cho đúng. A. A. Rồi, mời quý vị dành ra 30 giây đọc thử. Đợi em 30 giây em lấy đồ. Em sẽ quay trở lại ngay 30 giây. Vâng ạ, à, em đã trở lại rồi đây. Nhớ như quý vị không phải là A mà là A. Nào kính mời cả lớp. A. A. Rồi, rồi, chính xác. Very good. Bây giờ em kiểm tra trước nha. Kính mời tất cả quý vị nào sẵn sàng bấm nút giơ tay hoặc bình luận vào khung chat chữ me hay là chữ tôi hay là cái gì đó để cho em biết là quý vị đang muốn xung phong. À, cô Thảo, cô Nga và cô Trân Đức chuẩn bị nha. Xin mời chị Phượng ạ. À. Chị Ngân chuẩn bị. Đâu, chị Phượng đọc em. Đúng rồi, cảm ơn chị. Mời chị Ngân ạ. À. Chị Thu Cẩm chuẩn bị. Đúng rồi, mời chị Cẩm ạ. À. Anh Thỏa chuẩn bị. Đúng rồi, mời anh Thỏa đẹp lắm đó quý vị. Anh Trường chuẩn bị. Đúng rồi, mời anh Trường, cô Thảo chuẩn bị ạ. À. Rồi, mời cô Thảo, chị Thu chuẩn bị. Đúng rồi, mời chị Thu, chị Bảnh chuẩn bị. Rồi, mời chị Bảnh. Mọi người đọc tốt quá đó. Mời chị Bảnh ạ. À. Chị Nguyệt chuẩn bị. Đúng rồi đó. Mời chị Nguyệt, chị Thủy chuẩn bị. Đúng rồi, mời chị Thủy, chị Vi chuẩn bị. Cả lớp đọc lẩm nhẩm theo bạn mình nha. Đúng rồi, mời chị Vi. Một tài khoản tên là số chuẩn bị ạ. À. Rồi, cảm ơn chị Vi. Và tài khoản tên là 10976998028081 có thể đọc. Dạ, vâng ạ. À. Mời mời quý vị đọc ạ. À. Đúng rồi. À, rồi. Em xin hỏi chị tên gì ạ? À? Chị À, thôi chị Vi hôm nay mà đọc thành nguyên một dãy số luôn. Trời ơi, người quen mà hóa ra lạ. Người quen người quen mà hóa người dưng. À, rồi, rồi, ok, đem sửa lại tên. Đọc lại tại vì ạ. chị không có thời gian học, thi thoảng mới học đó. À, rồi, đâu có đâu, em biết chị mà. Chỉ có tên những nguyên dãy số luôn. Rồi, mời chị đọc lại. A. Rồi, đúng rồi, chính xác ạ. À. Xin mời chị Phạm Thủy, Phạm Thị Thúy, chị cô Trân Đức chuẩn bị. Mọi người lắm nhỉ? Đúng rồi, xin mời cô Trân Đức, chị Mai Kim chuẩn bị ạ. À.
Quá đúng, quá chuẩn, mời cô chị Mai Kim, chị Thu chuẩn bị. Dạ vâng ạ. À, đúng rồi chị Kim chính xác, mời chị Thu, chị Linh chuẩn bị, chị đúng rồi đó, em mời chị Linh nha, chị Tặng chuẩn bị. Đúng rồi, mời chị Tặng và cô Thu Nga chuẩn bị ạ. Đúng rồi, và mời cô Thu Nga. Rất tốt rồi, em thấy còn rất là nhiều quý vị đang giơ tay, chị Liên, chị Lĩnh, chị Cấn, chị Trân, chị Nguyệt vân vân. À, em sẽ mời sau. Nào quý vị đọc lại lần nữa nào. A. Dạ đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi. Quý vị nhớ giúp em nha, hồi nãy quý vị đã nói là như thế nào, em đã nói đó là hôm nay là phải có từ vựng, ngữ pháp và phát âm, mình phải làm được ba chuyện đó. Nhớ là mình phải phát âm. Mình không có ngồi mình nghe được đâu, mình nghe bạn mình, cái bạn mình giỏi, mình không giỏi. Mình phải phát âm, cho dù micro đang tắt hết, quý vị cũng vẫn phải phát âm để có cái phản xạ. Lỡ lát nữa em gọi trúng mình cái mình nói a, đẹp như quý vị bạn bè của mình thì quá tốt đúng không ạ? Rồi nào các anh chị nhìn tiếp giùm em ạ. Cái âm này đây. Bây giờ em không biết phải nói làm sao, thôi bây giờ mình ráng mình học thuộc, mình nhớ mặt mũi nói giùm em đi. Giống như giờ giống như mình học tiếng Hoa vậy đó quý vị không? Học tiếng Hoa phải nhớ mặt chữ thôi chứ giờ sao giờ. Đây. Cái này nè quý vị, đọc giống chữ chờ nha. Giống chữ chờ, giống 90%. Rồi, đọc là j. 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 Đọc theo em nè. J. Cong cớn lên là cái môi em, nhìn nhìn môi em là cong cớn nữa chứ. J. J. Âm j đấy ạ. À. J. J. Được không ạ? À? Rồi, chúng ta ghép vần với nhau nha. Chữ j mà đi với âm a hồi nãy quý vị vừa làm nó sẽ ra chữ ja. Nào. Ja. 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 Đọc theo em ạ. À. Trời ơi, nãy em đọc 10 lần là em nói chuyện lưu loát rồi đó. Quý vị ngồi nghe mà không nói theo là không lưu loát đâu nha. Ja. Ja. Rồi. Và nhớ, hồi nãy em nói rồi, một âm vị, tức là một cái cách viết này nè, chỉ có một cách phát âm thôi. Cho nên nãy giờ mình đọc là ja như vậy, rất tốt rồi. Thì bây giờ mình thêm chữ bờ giùm em là job. Vậy thôi. Job. Có lên dấu sát không ạ? À? Không nha quý vị. Job. Và để minh họa cho việc này, kính mời quý vị sẽ cùng nhau ngó qua từ điển Cambridge. Từ điển Cambridge là một trong hai từ điển tốt nhất trên thế giới, đó là Cambridge và Oxford. Quý vị chắc nghe loáng thoáng. Còn nếu quý vị chưa nghe thì hãy biết rằng nó là hai từ điển tốt nhất trên thế giới. À, trong đó, đây, đây, em cắt từ cái từ điển Cambridge cho quý vị đây. Đại học Cambridge là ở, hình như là ở Anh. Đó, quý vị ha. Rồi đây. Cách phiên âm của người Mỹ thấy chưa? Đọc nhẹ thấy không? Rồi bây giờ nha, mình nghe có phải là job hay là job hay là gì không nha? Nghe ta đọc nè. Job, 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 job. Đấy, mình là vỡ lòng, mình là tờ giấy trắng. Cho nên những nét mực đầu tiên cần phải chuẩn. Rất nhiều người đọc sai từ này, nhưng mình đọc không sai nha. Job. Job. Đó chính là nghề nghiệp. Nào quý vị, Job. đọc cho em giống người bản ngữ. Job. Job. Được không ạ? À? Cả lớp mở micro, chị Thu Nguyệt chuẩn bị, em mời chị đầu tiên. Nào cả lớp đọc. Job. 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 Rồi, vâng. Việc mà em nghe cả lớp như vậy thì khá là đúng rồi. Còn không biết là từng người sẽ như thế nào. Em mời chị Nguyệt. À, và chị Trân chuẩn bị nha. Em mời chị Nguyệt nha. Rồi chị Trân chuẩn bị cho em ạ. Job. Rồi quá đẹp, mời chị Trân. Job. Rất tốt. Mời cô Thảo. Chị Vivian chuẩn bị. Ồ, cô Thảo rồi. Rồi mời cô Thảo đọc lại. Chị Vivian chuẩn bị. Job. Rồi chúng ta vậy ha. Rồi em thấy có nhiều anh chị không không thấy giơ tay mà không thấy xung phong gì hết trơn trọi hén. Rồi à, có chị Điền đây. Mời chị à, đọc job. Job. Rất tốt, quá đẹp. Ô, mọi người đọc đẹp quá. Chị Kim Liên đọc em nghe thử, chị Lĩnh chuẩn bị. Chị Kim Liên, dạ. Job. Đúng rồi, mời chị Job. à. Đúng rồi, đâu quá đẹp, mời chị Lĩnh à. Job. Rồi, mời chị Cấn luôn. Chị Cấn ơi. Job.
Đúng rồi, mời chị Nguyên Vi nào. Job. Rồi, quá tốt. Và mời cả lớp job. Job. Thế nha. Job. Job. Đúng rồi. Job. Job. Rồi, vâng. Và bây giờ quý vị ơi, chúng ta làm sao? Học một biết mười, phải không ạ? Cho nên là bây giờ mình áp dụng giúp em nè. Và đây chính là những cái gọi là cái vốn liếng mình mang đi theo suốt cuộc đời của mình học tiếng Anh luôn nha quý vị. Rồi quý vị lại chờ em thêm 30 giây nữa, em lấy lại cái bảng kia, tại em mang đi sạc đó mà. Chờ em 30 giây nha quý vị. Chuẩn bị nha, đọc chữ job đi nha. Em đã quay trở lại rồi đây. À, quý vị ơi, vậy thì cái phạm vi áp dụng của cái này là như thế nào? Các anh chị có biết không? Phần lớn những cái chữ O ở trong tiếng Mỹ đấy à, nó sẽ được phát âm là âm A đấy. Phần lớn chứ không phải tất cả nha. Em đã nói là phần lớn, được không ạ? À? Âm A này gặp nhiều lắm. Nhớ nhau phải O nha quý vị. Rồi bây giờ mình thử đọc giùm em từ này nè. Đọc cho giống tiếng Mỹ nè. God. Lại lần nữa quý vị. God. Mời cả lớp mở micro. God. Em nghe 10% quý vị đọc là ga. À, nếu mà quý vị đọc là ga thì mình phải khép lại, không mở miệng theo chiều ngang nha. Em nhắc lại cái âm này, mình sẽ thả lỏng miệng, đơ miệng, mở miệng theo chiều dọc nè. À, thở răng trên. À, trời, thở răng trên để làm gì? Thực ra là để kéo cho nó theo chiều dọc á. Ừ, đó, mình hạ dưới, mình hở trên, tức là mình đang kéo nó ra theo chiều dọc nè, để hạn chế cái chiều ngang lại. Quý vị đọc chiều ngang nó ra chữ khác nha. Ca, nó khác với là ga, được không ạ? À? Quý vị đọc lại giùm em nè. God. God, không có dấu sắc nha, không có God nha, là cả lớp God. 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 Tiếng Mỹ nha, tiếng Mỹ thì mình làm gì quý vị? Chữ tờ mà đọc nối như vậy nó ra chữ đờ, đọc giùm em nè quý vị ơi. Thêm cả cái phát âm nữa nè, mình tập nè. Got it, âm đờ giùm em nha. Got it. Got it. I got it là tôi hiểu rồi. Nào quý vị đọc. I got it. I got it. I got it. I got it. Mời quý vị, em chuẩn bị mời 10 anh chị đọc cho em. I got it. Ngữ điệu như vậy là xuất sắc. Bây giờ ai muốn nâng cao thêm bản thân nữa, cái chữ G này pha vô cho em chữ cờ đi quý vị. Tại vì trong tiếng Anh chữ G nó không phải đọc là G đâu quý vị. Nó đọc là cờ. Chẳng hạn như tiếng Việt mình đọc là gì? Cô gái đúng không? Tiếng Anh đọc cô gái, gái, cô gái. Cô gái nó mạnh hơn chút. Nếu được thì quý vị đọc như giúp em. Nào cả lớp, I got it. I got it. Cả lớp đọc, I got it. Chính xác, nhớ như quý vị, âm O này đọc thành âm A. Em mời anh Trường đọc, em nghe. Chị Bảnh chuẩn bị. Em mời 10 người đọc mà quý vị cũng đọc thẩm nhẩm theo nha. I Rồi, đúng rồi. Anh ok, thank you. Mời chị Bảnh, chị Thủy chuẩn bị. got it. Đúng rồi, mời chị Thủy, anh Thỏa chuẩn bị. I got it. Đúng rồi, rất tốt. Mời anh Thỏa, chị Cẩm chuẩn bị. I got it. Đúng rồi. Ờ, để chi mà thêm cái đó chị anh. I got it thôi. Bình thường là I got it. I got it. Đúng rồi. Vậy thôi ha. Không có gì. Ok. Thank you. Mời chị Cẩm, chị Ngân chuẩn bị. I got it. Đúng rồi. Rất đẹp. Mời chị Ngân nha. Chị Liên chuẩn bị. Mời chị Ngân à. I got it. I got it. Đúng rồi. Mời chị Liên, chị Phượng chuẩn bị. I got it. Đúng rồi. Mời chị Phượng à. Cả lớp chuẩn bị. I got it. Đúng rồi, mời cả lớp đọc lại. I got it cho quen nè, tôi hiểu rồi. I got it. I got it. Nhớ nha, đó là hiểu rồi. Tiếp theo sao nữa ạ? À? Đây.
nhớ nha quý vị, cái âm I a hai chấm đó đó nó được vận dụng trong những trường hợp mà chữ o. Ví dụ em có từ này đi quý vị, đọc là gì? Not hả? Không có not, đọc not. Một là âm a, hai không lên dấu sắc, đọc not, not. Đọc theo em nha, not, not. Mời cả lớp, not. Ô, quý vị thấy lạ quá đúng không? Lạ quá đúng không? Đây đây, để em trình làng cho quý vị coi đây ạ. Từ điển Cambridge. Quý vị có thể không tin em, lên Google tra Đại học Cambridge là đại học rất nổi tiếng của Anh, Oxford của Mỹ. À, đây. Chữ not này thấy chưa? Có ai đọc là not không? Đây. Có phải phiên âm giống em không? Có phải chữ A hai chấm tam giác không ạ? À? Trời ơi, phiên âm quốc tế của người ta đây quý vị ơi, quý vị đang được tiếp cận với phiên âm quốc tế đó. Nghe. Ủa sao nó không đọc vậy? Đọc đi cưng. Not. Thấy chưa? Not. Not. Rõ ràng. Cả lớp đọc. Not. Not. Đọc theo. Not. Mời các anh chị mở micro to nào. Not. Nhớ cái mẹo của em nha, đó là gì? Chữ O đọc thành chữ R và không lên dấu sắc nha quý vị. Áp dụng đọc cho em. Tôi không phải nói I'm not, I'm not. Không có I'm not nha. Nào cả lớp, I'm not. Giỏi lắm quý vị. Rồi bây giờ đây là tôi không phải nha quý vị. À, còn đây, thay chữ N bằng chữ H ra tôi nóng quá. Tôi nóng quá, tôi nóng quá nè. I'm hot. Cả lớp đọc I'm hot. Rồi, đúng rồi quý vị, đúng rồi, đúng tốt rồi đó. Cái này nó quan trọng đó nha quý vị, nó rất là có ý nghĩa trong việc học nghe của mình đó. Quý vị mà nói theo kiểu người Việt á, mình cứ I'm not, I'm hot. Mình bắt đầu I'm not, I'm hot. Thế mình không nghe được nó là gì hết, là không được. Cho nên ngay từ bây giờ, khi chúng ta còn là những trang giấy trắng, hãy cố gắng đọc đúng luôn nhá. Xong, đó là phần khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần ngôn ngữ. Từ vựng ngữ pháp phát âm đúng không? Phát âm xong. Giờ qua từ vựng ngữ pháp. Mục tiêu bài học hôm nay gồm có 4 câu như sau. Quý vị nào đã biết 4 câu này rồi, thì đặt mục tiêu là phát âm chuẩn và thêm từ vựng mang tính cá nhân. Từ vựng đó hỏi riêng em sẽ trả lời riêng cho quý vị. Còn trong lớp, bởi vì lớp vỡ lòng cho nên như vậy là nhiều rồi, vậy là nhiều rồi. À, mục tiêu bài học hôm nay sẽ gồm có 4 câu hỏi thuộc những thông tin cơ bản. Thứ nhất là tên của mình, thứ hai nơi sống của mình, thứ ba quê quán của mình, thứ tư nghề nghiệp của mình. Trả lời được 4 câu đó yên tâm đi ngủ. Anh chị nào mới học với em bữa đầu tiên chỉ cần nhớ được 4 câu này, 4 cặp câu này là ok. Anh chị nào học với em lâu một chút, em hy vọng một lát nữa trong cái phần hỏi và trả lời, quý vị sẽ hỏi em thêm, nhất là cái phần số 4 này nè, phần nghề nghiệp này nè. Quý vị làm nghề gì đó, hỏi em để em chỉ cho. Và em cũng trả lời riêng cho quý vị. Trả lời riêng nhưng cũng sẽ đăng tải nội dung đó lên trên cộng đồng, chứ không phải là giấu thôi, em giấu cho riêng em biết, bí mật. Không phải, cái việc trả lời riêng ở đây có nghĩa là em sẽ không trả lời trên lớp, bởi vì những anh chị khác không có nhu cầu biết. À, nhưng mà ai muốn biết vẫn biết được vậy nha. Đó, chị Bảnh rồi, em thấy câu hỏi của chị, lát nhớ nha. Rồi cả lớp nhìn đây, ráng đọc theo em. What? Chú ý cái xì này ra. Your name. Và cái ngữ điệu đi xuống. What's your name? Tên của bạn. What's your name? What's your name?
Một lần nữa. What's your name? Bây giờ thử không nhìn vào màn hình, nhìn lần trước mặt mình. Hỏi coi bạn tên gì? What's your name? What's your name? Chị Mỹ Linh đọc em nghe thử. Chị Nguyễn Huỳnh An Vi chuẩn bị. Chị Linh đâu hỏi. What's your name? Very good. Mời chị An Vi, chị Bảo Thư chuẩn bị. What's your name? Được tốt. Mời chị Bảo Thư. What's your name? What's your name? That's very good. Vậy nha quý vị. Nhớ ngữ điệu vậy nha. Mình là tờ giấy trắng. Nó đúng ngay từ đầu. Rồi em thấy rất nhiều anh chị đang xung phong. Từ từ mỗi người một câu. Rồi để trả lời câu đó chỉ cần chữ này đọc là thôi. Xong cái tên của mình. Tất nhiên đây là cách trả lời đơn giản nhất. Còn quý vị nào mà biết cách trả lời khác thì cứ trả lời thôi. Level 2 đó là my name is. Level 3 là you can call me. Ai biết thì trả lời, không thì cứ cho em là được. Nghe, liên, dương, gì đó cứ chữ đó là tôi là. Rồi, cho em xin 5 cặp. Học tới đâu thực hành tới đó. Quý vị khác lẩm nhẩm theo. Ông có ai giơ tay em? Ồ, em thấy có cô Kim Oanh phải không ạ? Sao không thấy giơ tay ha? Đâu mời cô đi. Và mời chị Thủy đi. Mời cô Oanh và chị Thủy nè. Cô Oanh hỏi chị Thủy tên gì nè? What's your name? I'm Thủy. Thủy hỏi lại. What's your name? I'm Oanh. Đúng rồi. I'm Oanh. Rất tốt. Rồi chị Thủy, chữ name của mình phải có ngữ điệu phải không? Name. What's your name? Đó, nếu vậy thì quá tốt. Nếu vậy được thì quá tốt quý vị. Rồi để em cho quý vị nghe thử coi cái chữ name nó có đọc giống như mình hay không nha. Trong tiếng Anh đó các anh chị ạ, nó không có đọc ngang phè như mình, nó đọc là name. Rồi máy đang bị lỗi một từ điển đang bị lỗi một lát nữa em sẽ cho quý vị nghe lại nha. Mà nếu quý vị được thì đọc là name. Rồi rất tốt rồi. Tiếp theo câu số 2. Sau khi em hướng dẫn câu số 2, em sẽ mời quý vị hỏi và đáp câu số 1 và câu số 2 luôn. Rồi, từ này nhiều người đọc sai lắm nè. Các anh chị chú ý vào đây. Từ này có nghĩa là sống. Nó đọc là live. 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 Nói một cách nôm na, nó là sự kết hợp giữa chữ y và chữ e. Hay nói cách khác, chữ y mình phải thả lỏng miệng mình. Còn quý vị đọc là lip, lip, lip như này đây thì cũng được thôi, nhưng mà nó không chuẩn. Trong trường hợp mình không bắt chước được thì thôi cứ nôm na chữ lip, người ta vẫn hiểu. Còn nếu mình muốn thật sự chuẩn, đọc theo em. Live. 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 Không phải lie đâu nha. Em thấy nhiều anh chị đọc là lie lắm đó. Lie là chữ khác. Mời cả lớp đọc cho em nghe. Live. Mở micro ạ. Live. Rồi nếu quý vị nào còn nhớ bài học trong những lần trước á, thì cái chữ này đọc sao nè? Do you, nhanh lên phải không? Này đọc là where. Where là ở đâu ha? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? Có 4 từ nhưng chỉ có 3 nhịp. Where do you live? Tức là nếu ai đọc được như vậy thì quá tốt, quá chuẩn. Còn không thì cứ where do you live thì người ta cũng hiểu, tùy quý vị thôi. Where do you live? Where do you live? Em lại mời đây. Mời 5 anh chị đọc demo cho lớp nghe. Mời chị Minh Nguyễn. À, mời chị Điền ạ. Chị Thu chuẩn bị. Đọc câu 2 anh thầy. Đọc câu đó đó, where do you live? Where do you live? Rồi, mời chị Thu, chị Tặng chuẩn bị. Where do you live? Mời chị Tặng, chị Thu Phạm chuẩn bị. Where do you live? Rồi, mời chị Thu Phạm, chị Nguyệt chuẩn bị. Where do you live?
Dạ, chữ live nó hơi căng nha chị, thả lỏng chút. Live. Where do you À, thả lỏng thôi ha. Rồi mời chị Nguyệt, cả lớp chuẩn bị. live? Where do you Live, yeah, thả lỏng miệng. Live, live? live, yeah, rồi. Where À, khi nào mà có điều kiện thì em do sẽ chỉnh chỉnh âm cho quý vị kỹ hơn ha. Còn về là cũng ok rồi. Nào cả lớp, where do you live? Where do you live? Where do you live? Very good. Ở đây mình sẽ trả lời là I live in một nơi nào đó. Mình đang sống ở đâu mình nói đó giùm em ha. I live, đọc là live là sống, in là ở Đồng Nai, ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, sao không được. Rồi mời năm cặp liền luôn. Bạn mình nói, mình lẩm nhẩm theo. Mời cả lớp nhớ tích cực phát biểu nghe. Phát biểu em mới chỉnh được. Mời chị Kim Liên hỏi, cô Thảo trả lời. Câu 1 và câu 2 luôn. What's the name? Thảo. Where do you I live in thành phố Hồ Chí Minh. Yeah, Hồ Chí Minh là được rồi chị. Thành phố là tiếng Việt. À, còn nếu mà quý vị thích chữ thành phố, dùng chữ city. City. City Hồ Chí Minh. À, đổi lại cô Thảo. Hồ Chí Minh City. Hồ Chí Minh City. Very good. Quý vị thấy tiếng Mỹ không ạ? À? Tiếng Mỹ cái chữ tờ này nó hay đọc thành chữ đờ lắm. City. 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 À, đó, City. đọc là quá đẹp. Cô Thảo hỏi lại, chị Liên trả lời. What's your name? I'm Liên. Where do you I live in Ho Chi Minh City. Very good, chính xác, một cặp rất tốt. Tiếp theo mời cô Thu Nga và cô Trần Đức. Quý vị ơi, giơ tay lên. Nếu không biết cách giơ tay, xung phong bằng cách nhấn chữ mì nha. Mời cô Nga hỏi cô Trần Đức. What's your Lan. Where do you live? Where do you I live in Texas. Texas. Oh, nice. Rồi mời cô Đức hỏi lại cô Nga. What's your name? Lam Nga. Where do you I live in Hà Nội. Đúng rồi. Cô nghe chỗ này là âm cô nghe nha. Âm nghe. Âm. Âm. Âm Nga. Dạ đúng rồi, âm Nga là đúng rồi. Thank you so much. Tiếp tục. Quý vị lẩm nhẩm theo bạn mình nha. Mỗi ngày một chút thôi. Mời chị Mai Kim và chị Thế Ngân ạ. Chị Kim hỏi trước. What's your name? Ngân. Where do you fly? À, live. Where do you Where do you live? live? I live in Tây Ninh. Rồi, đổi lại giùm em ạ. À. Chị Ngân hỏi. What's your name? I'm Kim. Where do you live? I live in Ho Chi Minh City. Very good. Rồi, chữ tốt, rất tốt. Tiếp theo, em mời cho là một cặp nữa nha. Em xin mời cô Anh đi và mời chị Lĩnh ạ. Ủa, mời chưa ta? Ok, mình. Rồi. Xin mời cô Anh và chị Lĩnh. Where do you live? Rồi. I am Lĩnh. À, oh, bạn hỏi là where do you live? Là bạn hỏi gì? I live in Hà Nội. Rồi. What's your Rồi, mời chị Lĩnh hỏi lại cô ạ. Where you live? What's Am Anh. Where do you live? I live in Hà Nội City. Oh, very good. Rất tốt. Xin cảm ơn mọi người. Tiếp theo, câu tiếp theo ạ. À, đó là quê của bạn ở đâu? Where are you from? Rồi, em chỉ chú ý cái này thôi nè. Cái này thôi nha. Rồi đây, đầu tiên đó là quý vị nào người miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, rất hay thiếu cái chữ phờ này của em. Có ai không? Có ai đồng bằng sông Cửu Long ở đây không ạ? À? Mình đọc là where you from? From. From là không được đâu, phải là from. From. From nha. From có cái phờ đó nữa. Nhớ đó là em kiểm tra. Rồi và sau đây là quý vị ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng ạ. À. Đồng bằng sông Hồng có thể sẽ đọc thành phờ-zom hoặc là phờ-rom thì cũng không đẹp, đọc
from, mời cả lớp. From, bắt đầu. Rồi bây giờ mình làm ngữ điệu mình đẹp nè, nãy giờ mình học chi, mình học như một tờ giấy trắng phải không? Giờ lên xuống cho em nè, lên xong rồi xuống nè. Where are you from? Where are you from? Xin mời, where are you from? Rồi ráng xong câu này nữa mình vô thực tập, sau đó thì mình sẽ học qua cái câu khó hơn ở dưới này. Đó là I'm from gì đó. From, nhớ là from nha quý vị. À, I'm cũng là I'm, nghĩa là tôi ở, tôi là, tôi thì gì đó. From là đến từ. Mình quê đâu thì mình cứ nói I'm from chỗ đó. Yes. Rồi em xin phép được mời thực hành ba câu luôn. What's your name? Where do you live? Where are you from? Hỏi mình trả lời nha. Em mời chị Điền. Quý vị nhớ đưa tay nha. Mời chị Điền và chị Nguyệt. Người chuẩn bị là chị Bảo Thư. Và chị nghe. Rồi chị em gì mà ai quên rồi. Chị Điền ha. Chị Điền hỏi chị Nguyệt ba câu bắt đầu. Ủa chị Điền chưa mở micro à? Mà chị Điền mở micro lại. Có chưa? Ủa chưa mở sao? Hello. À rồi, thôi giờ trong khi chờ đợi chị Điền đi, à, chắc là gặp trục trặc. Em mời chị Thư đi. Chị Nguyệt hỏi chị Thư trả lời à? Bảo Thư. Dạ. Hello, chị Thư. What's your name? I'm Thư. Where do you live? I live in Saigon. Where are you from? I'm from Long Xuyên City. Đổi lại giùm em nào, chị Thư hỏi. What's your name? I'm Thư Nguyệt. Where do you live? I live in Ho Chi Minh City. Right. Where are you from? I'm from Huế. Very good. 10 điểm cho cặp này. Chính xác. Tiếp theo em mời chị Kim Liên. Mời chị. Và em mời chị Bảnh nha. Chị Phượng chuẩn bị. Và anh Thỏa chuẩn bị nha. Rồi mời chị Liên hỏi. Yes. What's your name? I'm Bảnh. Where do you live? I live in Ho Chi Minh City. Where are you from? I'm from Quảng Bình. Đổi lại. Rồi, từ bây giờ em sẽ không nói chữ đổi lại, mà em sẽ nói là swap. Swap là đổi lại ha. Again là làm lại lần nữa. Again có nghĩa là chị đó hỏi lại và chị Bảnh trả lời lại, tức là làm lại y chang thì mới là again. Còn giờ swap là đổi vai lại. Mời swap lại nào. Yes. Swap. What is your name? I'm Linh. Where do you live? I live in Ho Chi Minh City. Where are you from? I'm from Tiền Giang. Thank you. Thank you so much. Yes, very good. Rồi, một cặp nữa. Em xin mời chị Phượng và anh Thỏa. Rồi, quý vị, chị Nga chuẩn bị nha. Chị Nga và chị Thu Trang chuẩn bị. What's your name? Rồi, anh Thỏa đâu rồi? Bật micro lên. Yes. Anh Thỏa. Where do you live? I live in Hà Tĩnh. Where are you from? I'm from Hà Tĩnh. Rồi, đổi lại. What's your name? I'm Phượng. Where do you live? I live in Ho Chi Minh City. Where are you from? I'm from Ho Chi Minh City. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, vâng ạ. Ok, rồi em thấy có rất là nhiều quý vị. Một lát nữa em sẽ làm luôn combo 4 cái nha. Em thấy rất là nhiều. Chị Thủy nè, chị Cô Trân Đức, chị Trang, chị An Vi, vân vân. Rất là nhiều. Rất là nhiều ha.
Và bây giờ mời quý vị nói giùm em câu cuối cùng. Sau câu này, nếu được em sẽ chia phòng cũng được thôi. What's your job? Nhớ cái chữ chó của mình không? Đó, đây là bạn làm nghề gì? What's your job? What's your job? Đó. What là gì? Sờ này là. Your là của bạn, job là nghề. Nghề của bạn là gì? Rồi nói giùm em ha. An. Rồi ở đây cũng vậy. Hồi nãy mình đã học cái âm này chưa ta? À, cái âm A mà có cái dấu hai chấm này nè. Mình đọc như thế nào nhỉ? Rồi thêm cái này nữa nè. Đó. Mình sẽ đọc là A. Office. Office worker. Rồi, đọc theo em 5 lần nha cả lớp. Nhớ đọc nha, không đọc là uổng phí công sức quý vị vô đây ngồi lắm đó. Office. Office. Office worker. Office worker. Office worker. I'm an office worker. Đó chính là nhân viên văn phòng. Rồi, em mời chị Thu Trang nói em nghe thử, chị Hoa Thủy chuẩn bị. I'm an office worker. I'm an office worker. Mời, đúng rồi, mời chị Thủy. I'm an office, I'm an office worker. Rồi, chữ office này phải có sờ giúp em. Office. Office. Đúng rồi. Office. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Mời chị Thúy. À, chị Nga chuẩn bị nha. What's your office? Chị chỉ cần đọc lại cho em. I'm an office worker. Mình tập câu này trước đây. I'm an office worker. Rồi, đó là chị Nga. Chị Nga đọc đúng rồi I'm đó. I'm an office worker. Đúng rồi, chị Thúy thêm em chữ fish, không phải fit mà là fish, có chữ sờ nữa. Office. I'm an office worker. Đúng rồi, quý vị nhớ nha, lần sau khi nào mà quý vị thấy chữ cờ e cứ sờ cho em nha. Chị Thúy đọc lại. Office worker. Office worker. Rồi nhớ giùm em nè, fish sờ, sờ ra một cái nào. Fish. Đúng rồi, office worker. Office worker. Em nghe thiếu chữ sờ rồi đó, chậm thôi. I'm an office. Office worker. Rồi, dạ. Yeah. Vậy ha, đọc lại nhiều lần trước khi đi ngủ nha. Em cảm ơn chị. Mời chị Cấn, cô Thảo chuẩn bị. I'm an office worker. Các mời cô Thảo, chị Trân chuẩn bị. I'm an office worker. Very good. Xin mời chị Trân, chị Tặng chuẩn bị. I'm an office worker. Chữ face C ra giúp em nè. Office worker. I'm an office worker. Xác. Mời chị Tặng, chị Thu chuẩn bị. I'm an office worker. Xác. Mời chị Thu Cẩm chuẩn bị. I'm an office worker. Đúng rồi, mời chị Thu Cẩm, cả lớp chuẩn bị. I'm an office worker. Rồi, và xin mời cả lớp nào. I'm an office worker. Làm cái bài nối này đi. Nối lại nha. Nối lại bằng cách nào? Không có nối lại bằng cách là chúng ta sẽ nói 1A, 2B, 3C không. Mình sẽ nối bằng cách em mời từng cặp. Người đầu tiên đọc câu hỏi, người thứ hai đọc câu trả lời. Vậy thôi, mà cho nó phải khớp. Cho quý vị 30 giây ngó qua. 30 giây. Rồi, và bây giờ anh chị nào sẵn sàng mời giơ tay lại giơ tay được nữa. Quý vị nhớ tích cực giơ tay ha. Em chỉ mời được những quý vị giơ tay thôi. Hôm nay tại vì thấy có cô Kim Oanh là người mới và cũng có mở camera cho nên là em biết là có hoạt động. Còn quý vị chẳng hạn chị Mơ nè, chị Mơ nữa nha, nãy giờ em chưa thấy nghe luôn, chị Mơ chuẩn bị nha.
chị Thủy, chị Thúy, anh Thanh Nguyên, chị Phan Thanh Thảo thì quá quen rồi, anh Trường, chị, à, chị Nhã Hương không bao giờ thấy giơ tay. Lát nữa em sẽ phải gọi mới được. Rồi, bài này để em gọi những quý vị đang giơ tay trước nha. Mời chị. Rồi, mời chị Nguyệt và chị Thủy nè. Chị Nguyệt, nói câu số 1 giúp em. Chị Thủy, trả lời. What your job? I'm Ôi, quá hay luôn. Không không chỉ nói đúng mà nói được cả quý vị nữa. Rồi, em cảm ơn chị Thủy ha. Rồi, thế còn theo như trong bài thì sao? Chị Thủy nói vậy là rất tốt nha chị. Rồi, mời chị Nhung và chị Gương Ngọc. Đó, giờ mới thấy nè. Rất muốn gọi quý vị. Dạ, mời chị Nhung ạ. À. Chị Nhung ơi, chị Ngọc Nhung, mời chị. Câu số 1 nha, câu số 1 nè. Bắt đầu. job? Mời chị Ngọc. Nói gì đâu? Business. Thầy ơi, em làm mà sản xuất túi ni lông thì em nói làm sao? Hay quá. Rồi, nhưng mà lát nữa trả lời cho. Còn giờ nói cái này cái đã. Nói vô đâu đây? Bạn hỏi có cho mình nói vô đâu đây What's nè. your job? Công ty I'm I'm a teacher đó, đó là cái mà em yêu cầu được quý vị. Dạ, cảm ơn hai chị rất là nhiều. Tiếp theo, bây giờ mình nói xong cái này đó nha quý vị nha. Xin mời chị Lê Nhi và chị Hương nha. Mời chị Nhi hỏi câu số 2, chị Hương trả lời theo trên bảng. Where are you from? Rồi, mời chị Hương. Where are you from? Em Đó, vậy đó hai em sẽ dí tới cùng. Cảm ơn ạ. À. Và tiếp theo, mấy này quá dễ không? Mời cô Ánh và xin mời cô Ánh và ai nữa. Rồi xin mời chị Bảo Thư. Me. What's your name? Rồi. What's your job? À, em Barrow, đúng rồi, what's your name? Em Barrow là đúng rồi đấy à. Rồi, xin cảm ơn hai quý vị rất nhiều. Và cuối cùng xin mời chị Mơ. Nãy giờ em chưa nghe được chị đó. Mời chị Mơ và chị Thu, mời. Câu cuối cùng, nói sao? Where do you Rồi, quá đẹp. live in Ho Chi Minh City. À, đúng Yeah. rồi, I live in Ho Chi Minh City. That's very good. Rồi, xong vậy ha. Còn bây giờ kính mời quý vị cùng nhau nghe và chọn cho em đáp án nha. Nghe và chọn đáp án. Câu số 1, nghe câu hỏi chọn đáp án giúp em nè. Where are you from? Where are you from? Rồi, mời quý vị chọn đáp án. Rồi, em thấy chị Điền. Oh, yes. Hồi nãy em kêu mà không không mở micro. Chọn câu nào nè, cả lớp nè. Where are you from? Em đang thấy một quý vị đang bấm vô trong khung chat. Trời ơi, quá hay chị Hương he. Where are you from? Giống như quý vị, chị Hương rất là nhút nhát và kiểu là luôn cảm giác là mình không theo kịp các bạn, cho nên em có một sự quan tâm khá là đặc biệt chứ không phải là bêu rếu đâu nha. Mà hy vọng là quý vị cũng sẽ luôn phản hồi với em nếu mà cảm thấy khó quá, dễ quá, là luôn luôn như vậy để em biết. Dễ quá thì chắc là chuyển lớp rồi đó. Chuyển sang lớp khó hơn. Còn khó quá thì em sẽ có biện pháp. Where are you from? Rồi, nghe và trả lời ha. Where are you from? Đáp án câu C, I'm from Canada. Chính xác, rất tốt. Nghe câu số 2 giùm em nào. Câu 1 C là đúng nha các anh chị. Mai mốt á, mà mình đi đi thi TOEIC á, là nó cho làm vậy đó. Nó cho nghe xong rồi cái mình chọn câu trả lời cho đúng. Now, number two, listen and choose. What's your job? What's your job? What's your job? Đúng rồi. What's your job? Cái này tại vì trong cấp độ vỡ lòng cho nên là mình tạm chấp nhận cái câu B này, chứ thực ra về thực tế đó quý vị, nếu mà một người đang là học sinh, sinh viên thì người ta sẽ không có trả lời như vậy. Người ta thêm giùm em một chữ nữa, và hôm nay nếu được quý vị nhớ giùm em chữ này luôn ha. Chữ này đọc là chữ just. 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 Đọc như chữ này vậy nè. Just. Just. Yeah, just. Just có nghĩa là chỉ. I'm just a student. Tôi chỉ là học sinh thôi, chưa có đi làm. Đó là nếu được quý vị sẽ cập nhật thêm. Còn hai là chữ still.
Nào quý vị đọc theo nếu được. Still. 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 Đó, nếu ai không biết thì đọc là sờ tiêu cũng được. Still là vẫn. I'm still a student là tôi vẫn còn là học sinh. Chứ không có cái nghề nào là nghề học sinh hết đâu quý vị ha. Yeah. Tại đi học tốn tiền chứ đâu có được trả tiền đâu. Yeah, cho nên mình nói vậy để người ta biết rằng là tôi chưa có việc làm. Rồi, tiếp. Number three. Where do you live? 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 Chắc chắn đáp án là I live in cái gì đó. Rồi, Tân Bình District. Tân Bình District là quận Tân Bình. Rồi, quý vị, thành chữ D này, viết hoa giúp em nha. Rồi, câu C đúng rồi. Câu cuối cùng là, để coi nó hỏi gì. What's your name? What's your name? Nghe được không ạ? What's your name? What's your name? Rồi. What's your name? Rồi. Đúng rồi. What's your name? Thì là I'm Lan. À, tôi tên Lan ha. Rồi, vậy là quý vị đã nhớ được các câu này chưa? Có anh chị nào thấy nhanh quá không à? Nhớ cho em feedback, nhớ cho em phản hồi nha. Còn bây giờ thì có một cái phần là phần nhìn hình nói chữ thôi, phần này mình bỏ qua. Bây giờ em muốn quý vị qua với các em cái phần này. Ai sẵn sàng? Xin mời giơ tay thực hành. Và đây sẽ là thông tin của quý vị luôn. Của quý vị luôn ạ. Và trước khi mà mình làm phần này thì em nói luôn là một lát nữa em sẽ có một cái bài tập về nhà cho quý vị. Đó là bài này đây. Thuyết trình về bản thân. Bằng thông tin của quý vị. Được không? Rồi. À, lát nữa em sẽ hướng dẫn cái đó nha. Quý vị nào mà muốn nâng cao bản thân thì nhớ làm bài tập về nhà. Còn bây giờ kính mời mọi người bấm nút giơ tay chưa. Mời chị Điền nha. Và mời chị Thu Trang ạ. Chị Điền hỏi, chị Trang trả lời. Bắt đầu. What is your name? I'm Trang. Where is your name? I live in Vĩnh Long. Where is it from? I'm from Vĩnh Long. What's your job? I'm a teacher. Rồi, đúng rồi. Cứ nói, ai không biết thì hỏi em chị. Ha quý vị. Rồi, và sau khi em mời ba cặp, Lan sẽ bắt đầu tắt cái này đi đó nha. Quý vị ráng coi. Mời chị Tăng Nguyễn và cô Trân Đức bắt đầu. Cái gì vậy? Và chị Tăng hỏi, cô Đức trả lời. What's your name? What's your name? Dạ, yeah, hỏi. Rồi, tại là tại mạng đó, cô Đức, cô cứ trả lời đi ạ. À. Chị Tăng hỏi rồi đó, mà tại nó trục trặc. Trân Đức. Rồi. Where do you live? I live in Texas. Rồi. Where are you from? I'm from Vietnam. What's your job? I'm a nun. A nun. Okay, that's very good. Chính xác. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và em mời cô Anh và chị Mơ nha. Xin mời. Cô Anh hỏi, chị Mơ trả lời ạ. What's your name? I'm Linh. Where do you live? I live in Đồng Nai. Where are you from? I'm from Đồng Nai. What is your job? What is your job? Thầy ơi, làm nội trợ không biết nói làm sao. Nội trợ rồi, hồi nào nội trợ biết nói sao. Lát chị cho nội trợ là housewife. Rồi bây giờ mình cứ nói giùm thêm nè. I'm a housewife. I'm a housewife. Rồi chính xác. Wow, housewife. Rồi để em viết ra cho quý vị sau nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em sẽ viết ra cho quý vị ngay bây giờ đây ạ.
Và bây giờ thêm một cặp nữa là và chúng ta sẽ qua cái phần hỏi đáp nha. Là bây giờ quý vị muốn cái nghề nào thì nói với em. Mời chị Hương trả lời và em nhờ chị Phượng hỏi giúp em nha. Chị Phượng hỏi chị Hương giúp em ạ. What's your name? Ồ chị Hương mở micro trả lời nha, mở micro mới trả lời được. Rồi, như đã What's Hương. Your name? I'm Hương. Rồi. Nhớ không? Where do you live? Rồi. Nhớ không? Rồi, Where không do nhớ. You live? Nhớ coi lại, rồi, coi lại. À, chị Hương tắt mic rồi. Mở lên, mở lên. À, I live in Thành phố Hồ Chí Minh City. City. Where are you from? I'm from Tây Ninh. Yes. I'm from Tây Ninh. Rồi, câu cuối. What's your job? I'm a teacher. À, chính xác. Cảm ơn hai chị rất là nhiều. Và bây giờ, ai có câu hỏi, xin mời mở micro. Ai làm nghề gì mà không biết nói như thế nào, xin mời mở micro. Hỏi, em sẽ hướng dẫn cho. Hồi nãy, em thấy câu đầu tiên của chị Bảnh đúng không ạ? Là buôn bán tự do. Thật ra cái chữ tự do nó gọi là freelance quý vị ạ, đọc là freelance. Buôn bán là sales person hoặc là sales woman hoặc là salesman gì đó. Còn bây giờ chị Bảnh tất nhiên là woman rồi, mình sẽ nói như thế này, I'm a freelance sales woman. Tôi là một người buôn bán tự do. Rồi. Câu tiếp theo là ai ạ? Thầy ơi, nãy có chị nói nghề gì mà I am a nun. Nên đây ạ, nên là gọi là nghề, hơn không phải là nghề đâu ạ. Nên giống như là sư cô đúng không ạ, cô Đức ạ? Đúng không ạ? Nữ tu. Đúng không? Gọi dịch là vậy. Đúng. Nên. Thầy ơi. Dạ vâng, em đây. Chị Phượng. Nếu như nói là tôi đã nghỉ hưu thì nói sao thầy? I'm retired, tôi đã nghỉ hưu. Rồi. Yeah. Nghỉ hưu, đọc là retired. Rồi tiếp theo, hồi nãy có chị Linh đúng không ạ? Chị Linh Sang Linh. Ok, chị nói rằng là nội trợ. I'm a housewife. Tôi là nội trợ. Đọc là housewife. Housewife. Em ghi vậy quý vị tự tự biết là cái chữ phờ với chữ sờ này đọc nhỏ nhỏ thôi nha. Housewife. Rồi. Rồi đó, housewife. Tiếp. Housewife. Đúng rồi. Chị Vivian chăm sóc da và làm đẹp. Chăm sóc da và làm đẹp. Đó là một cái nghề cũng dài đó ạ. Mình có thể chỉ cần nói là technician. Tất cả những cái nghề như vậy đều gọi là technician, là kỹ thuật viên. Technician. Đúng rồi. Xin lỗi. Đọc là tech nha. Technician là kỹ thuật viên. Nên ở đây có là nail technician là quý vị biết rồi, làm nail. Spa technician là làm chăm sóc sắc đẹp. Gì nữa, chăm sóc da, skin technician, skin là da. Skin technician. Dạ đúng rồi, da nè, cái này là nail là mọi người biết rồi ha, khỏi khỏi dịch. Spa mọi người biết rồi, khỏi dịch rồi đó. Rồi tóc là gì? Làm tóc hair. Là hair. Rồi, hair technician. Rồi có chị Lê Nhi nói rằng mình vừa đi học, mình vừa đi làm. Mình sẽ nói là I'm both and, vừa cái này vừa cái kia, mình dùng cho em cấu trúc both. Both cái gì đó and cái đó. Cái này bắt buộc mọi người phải nhớ nha, cái này nó mang tính cá nhân, em nói rồi. Chỉ cần ai hỏi người đó tự nhớ là được, còn quý vị muốn nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi. Hôm nay làm được 4 câu kia là quá tốt rồi. Đây ha, đây là vừa cái này vừa cái kia. Vậy thì mình vừa học vừa làm, I'm both studying and working. Rồi. Chính xác. Đấy, chính. Sai rồi. Đây mới đúng chứ. Rồi. Ê, xin. Trời ơi sao mà vô tri vậy trời. Tôi vừa đi học vừa đi làm. Đó là câu của chị. Đây gì? Câu tiếp theo là xin mời quý vị. Xin mời quý vị. Là ai ạ? À? Ai hỏi nữa không? Hết rồi phải không ạ? Nghề sản xuất nhựa thầy. Nghề sản xuất nhựa. Production latit. Đúng rồi. Chị Gương Ngọc. Sản xuất nhựa. À, thực ra thì gọi là nghề sản xuất nhựa. Nghề sản xuất nhựa. À, tại vì sản xuất là một ngành, nhưng phải là một nghề chị ạ. Cho nên em nghĩ rằng chị Ngọc có thể nói rõ thêm về cái gọi là cái công việc của mình không ạ?
trong ngành sản xuất nhựa thì chị làm cái mảng gì? Em xin lỗi, em lỡ tắt micro chị mở lại. À, chẳng hạn như là mình làm quản lý ở đó, hay là mình làm buôn bán, hay mình làm cái gì, thiết kế Không, hay... mình sản xuất ra cái bịch ni lông đó rồi. Rồi em nghĩ rằng cái đó là chị phải nói là I'm a business woman, tại vì Businesswoman. chị mở xưởng đúng không, Đúng rồi, mình thì làm nên là chủ dùng chữ business. này, chị đi làm chủ đó là một Nhưng cái nghiệp. mà nó sẽ hỏi là mày sản xuất cái gì? Mày mày làm chủ cái Đó, gì? vậy thì lúc đó nó hỏi khác, mình sẽ nói là we, tại vì không phải là một mình chị, đúng không? Chị có một cái đội ngũ, đúng không? Đội ngũ càng lớn mình càng tự hào dùng chữ we. Đó chứ là we produce plastic. Review Okay. lattice. Và nếu được nữa thì thêm cho em chữ where. Ý ý ý cái gì vậy? Ý cái gì vậy? Đây, where. À, thầy, còn em trả lời là seller ni lông bát luôn được không? Mình Cái gì sản xuất vậy? mình bán luôn. Seller Dạ. lông bát. Trainer đi long bát. Cái túi ni Không phải, không phải, không phải. Không được. Trời ơi, không được, được, được. Rồi đầu tiên, plastic ware là đồ nhựa, ware là đồ. Đây là một hậu tố. Hậu là đặt vô phía sau. Quý vị đặt cái chữ ware vô cái gì nó thành cái đồ đó. Thí dụ glassware là đồ gì các anh chị nào biết không ạ? Đồ bằng kính, À, đồ đồ bằng kính. đồ thủy tinh, đúng rồi, chính xác quý vị, đó đó là ware đó. Rồi hồi nãy chị nói gì? Bịch ni lông á hả? Đúng rồi, mình sản xuất ra rồi We mình bán luôn á. produce and người ta thường là bán hả? Bán sale thì là sale thôi, nhưng mà người ta dùng chữ produce and sell nghe nó kỳ kỳ, tại vì produce là cái chữ rất là xịn, còn sell là cái chữ nó hơi bình dân chút. Cho nên chúng ta có thể, nếu được chữ, có thể dùng chữ là we produce and supply, có nghĩa là sản xuất và cung cấp. À, đúng rồi, thế nó sang hơn mà. À, Hèn gì cũng hỏi nó em nói đồng. em sale ni lông bát, cái thằng nó ngó Trời em quá trời, nó ơi, mày nói cái gì, không tao được, bán được ni không được, lông. không có ni lông bát. Ni lông bát là cái gì? Không có ni lông bát mà người ta là plastic bags, không có bao giờ là ni lông bát hết trơn á. Cái ni lông đó người ta gọi là nylon, nhưng mà nylon là cái từ khác rồi, đọc là plastic bag, là bịch ni Let it lông rồi. Vậy ha, vâng ạ. back. Rồi em thấy Supply, còn vài câu apply. hỏi. À, vâng, vài câu hỏi của các quý vị và em sẽ trả lời tất cả, em không từ chối bất kỳ một câu nào hết. Nhưng mà trước khi trả lời từng câu, em xin phép được được gọi là gì? Dặn dò cái đã. Đây. Quý vị về nhà nếu được hãy kết bạn với những người bạn hôm nay học trong lớp với mình, bởi vì quý vị đang có cùng, có thể là cùng độ tuổi, có thể là cùng trình độ, cùng cái gì đó, mình kết bạn với nhau để mình thực tập thêm ở ngoài, ngoài giờ lên lớp thì nó sẽ giúp cho mình lưu loát thêm, mình sớm tốt nghiệp cái lớp vỡ lòng để vô cái lớp nền tảng nha. Và sau đó đây ạ, nếu được em rất mong bữa sau em có thể trả bài những quý vị đã học buổi ngày hôm nay, bài này. Đây ạ. Đây là bài thuyết trình. Mình giới thiệu bản thân dễ thôi. Nó chẳng qua chỉ là gom 40 câu nãy lại. I'm Dương, I live in Ho Chi Minh City. I'm from Long An, I'm a teacher. Đơn giản. Nhưng mà phải nói vậy đó, phải nói lưu loát vậy đó. Chứ không phải là lĩnh I live đó, cái đó không phải, vậy không được. Một hơi một Dạ thưa ha. thầy, em hỏi là hôm Mà trước em chui vào lớp thứ tư, em thấy cái bài thuyết trình này nó nhiều, nó dài lắm thầy, thế em muốn hiểu gì hết em chui ra. Cái bữa nay thuyết trình vậy thôi, mỗi mỗi cấp độ đúng không? Không sao. Hôm nay mình dạy trước. Mình dạy xong rồi cái mỗi ngày mình góp một chút vô chị Nguyệt, mỗi ngày mình góp một chút vô, mỗi ngày mình góp một chút vô. Rồi sẽ tới lúc chị vô được cái lớp đó, thực ra nó cũng bình thường thôi à. Tại vì Thế nó thầy hơi cái bài học lớp vỡ lòng xong rồi mình qua lớp căn bản hay là lớp nền tảng? nền tảng, lớp nền tảng được vậy. Như vậy là khi mình học lớp vỡ lòng xong là mình qua thứ tư thôi hả thầy? Đúng rồi Qua chị, lớp. thứ tư thôi, thứ sáu chưa. Tức là vỡ lòng thì thứ thứ sáu thì nó hơi khó một chút. Tức là vậy nè, học vỡ lòng ha, thì khi mà học vỡ lòng thì chị cũng qua lớp nền tảng đi là vừa. Tức là mình học song song, xong tới một lúc mà chị thoát hẳn cái lớp này thì mình lại song song tiếp là một lớp nền tảng và một một chút xíu của lớp thứ sáu. Dạ cảm ơn Dạ, thầy. không có Hôm chi trước nữa. em đi vào thứ tư thấy cái bài này nó dài lắm, em ngồi Dài em lắm. hiểu có mấy câu. Dạ không sao, vậy là tốt rồi đó, có hiểu là tốt rồi. Dạ. Tùy thể sức của mình thôi chị.
Thầy cho em hỏi Rồi. cách nào làm bài tập. Rồi vâng. Vâng ạ, à, bây giờ sẽ là cái câu hỏi dành cho quý vị ha, mà trước khi em trả lời những câu hỏi quý vị, tất cả mọi câu hỏi như là của chị Nhung và tất cả mọi người còn lại, bây giờ mình chào tạm biệt nhau một cái, để ai đi ngủ thì đi ngủ nè. Good night. Ai hỏi thì ở lại nha. Good Good night. night. Good night. Good night. Good Okay, thank you. Very good. Yeah, cảm ơn quý vị. Vậy thì nộp bài, nó sẽ có một cái kênh nộp bài, thường đó là quý vị sẽ nộp ngay ở bên dưới cái phần bình luận. Được không ạ? Nhưng mà em nghĩ rằng tốt nhất là mình vô lớp, mình nói live luôn, khỏi nộp. Tại mấy này nó dễ. Khi nào mà quý vị qua học lớp viết hay là những cái lớp mà nâng cao hơn đó thì sẽ cần nghĩ tới cái chuyện nộp bài. Còn giờ học vô lớp trả bài cho em luôn, khỏi nhận. Tại đó là có Ok. chung. Vâng. Yeah. Khi nào mà quý vị Tôi muốn hỏi thầy một cần câu. những cái đó thì em sẽ hướng dẫn ha. Rồi mời cô Nga. Và tôi muốn hỏi thêm là trước đây thì tôi thấy là người ta cứ nói form ấy. I'm from tức là nói mình, I'm from là tức là mình gốc ấy. Còn live là mình ở tại đâu, là Dạ thường đúng. trú. Dạ Đúng đúng là không? thường trú. Nhưng Dạ mà đúng. vậy tôi cứ thấy nói lộn hết ra, tôi hỏi thầy cho là chính xác. Cho À nó dạ chính ok. xác. Đúng rồi, from là gốc đó đó quý vị, quê đó, quê của mình. Quê, quê gốc. À Còn đúng rồi, cái còn ai? live là mình ở đâu, sống ở đâu. Đúng rồi, chính xác. Sẵn cô không hỏi nhưng mà con nói luôn là còn chữ stay nữa quý vị. Stay này là nó không có được tạm trú nữa, mà chỉ là trú thôi. Tức là gì? Chẳng hạn như mình đi Phú Quốc mình ở đâu? Mình ở khách Stay. sạn gì đó đó đó. Mình ở đó mấy ngày, mình ở 4 ngày, 5 ngày, xong mình đi về, cái đó là stay. Không có live được không ạ? À? Hay là Stay, mình stay. ra Hà Nội mình sẽ stay ở gần Hồ Gươm, đó là stay đó. Stay dành cho du lịch. À đúng Để rồi, dành cho du lịch, đúng rồi đó, dành cho du cho lịch, nó ngắn cho đi gọn. đây đi đó thì mình ở đó. Thậm chí là cả cả công ty của mình cũng vậy, mình lên văn phòng mình có thể stay tại văn phòng. Ủa tại sao hôm nay bạn stay ở văn phòng muộn vậy, chưa về? À mình stay lại văn phòng để mình làm số việc xong mình về, vẫn là stay. Nó diễn tả cái sự trú ngụ nhưng mà không phải là về mặt ăn ở. Đó là câu của cô nghe ha. Câu tiếp theo đi quý vị, có ai hỏi gì cứ hỏi, em sẽ trả lời. Thầy cho chị hỏi Rồi. thầy, mình làm ở hãng in đó mình gọi là gì, worker hả thầy? Dạ sao ạ? Mình làm ở hãng in đó, Hãng in in. sách đó, À in hãng in sách đó thầy. chị Liên ha. Rồi ok. Dạ. Mình sẽ nói là I work at a book printing factory. Rồi. Còn nếu mà worker cũng được, I'm a worker là tôi làm công nhân. Còn cái câu này nó dài phải không? Tại sao nó lại dài? Bởi vì nó có những cái thành phần như sau. I là tôi. Em ghi theo từng cái nha. Work là làm việc. At là tại. A là một. Book là sách. Printing là in. Factory là nhà máy. Vậy thì câu này dịch ra là tôi làm việc tại một nhà máy in sách. Đó. Dạ, vậy đó. Cảm ơn Còn không thầy. đó, dễ dễ hơn thì là I'm a worker, tôi làm công nhân. Đó, dễ nhất. Ok. Dạ, cảm ơn Rồi. thầy. Câu tiếp theo, đó là câu của chị Minh. Dễ quá, trời quá tốt. Nếu mà lớp này dễ quá thì phải qua lớp khác thôi. Được quá, được chị Minh nha, khuyến khích luôn. Dạ, đó. Thầy ơi, Cái điên chứ lộn, lộn hoài. Dạ, vâng, mời mời quý vị. cho em hỏi cái Dạ vâng ạ, mời chị nào đây? Chị Thu hả? Hay chị Nhung? em thầy À Nhung chị Nhung, thầy. rồi mời chị Nhung hỏi. Vâng ạ. Thầy, mình học cái lớp ngày thứ tư bên lớp nền tảng là mình cũng vô mấy cái mật mã y chang lớp vỡ lòng gì luôn hả thầy? Dạ không phải đâu chị, nó có mã khác đó chị. Vậy À, cái mã đó sao em biết được thầy? à các bạn đó chị phải liên hệ với người phụ trách, tại em cũng không biết. À, cái người mà bữa mình đưa vô cái nhóm Rồi, á đúng thầy. rồi, đúng rồi, cái người đưa vô cái Dạ, nhóm. để Em em nhắn tin em hỏi. vâng, chị cứ không, giống như chị Nguyệt đó, học hai ba lớp thì mình dễ biết. Dạ. Vâng, cảm ơn chị. Rồi ở đó Cảm ơn đúng rồi chị Điền, đúng rồi đó, ai muốn đổi lớp cứ liên hệ các bạn đó. Em chỉ trả lời những vấn đề về chuyên môn thôi. thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ không có chi đâu ạ. À. Rồi còn anh chị nào có câu hỏi gì về chuyên môn nữa hôm nay, nãy giờ có nói được À, thầy ơi, cho em hỏi với ạ. không? Vâng, xin mời ạ. À. Chị đó là chị gì Dạ, đây? Kim Tiên ạ. Tiên, mời mời chị Tiên ạ. À. À, cho em hỏi, nếu như mà em muốn thể hiện cái sự cảm ơn á, thường là
Thank you very much hoặc là thank Cảm you. ơn chị. Còn cái cách nào nữa không ạ? Rồi, rất nhiều ạ, thể hiện sự cảm ơn. Và Dạ bây đúng, giờ chân sẽ thành nhất. Nếu rồi tháng sau chị đi làm đi. bây giờ để cho em sẽ trả lời cho chị Tiên nói riêng cũng như là quý vị nói chung luôn, từ đơn giản nhất cho tới trịnh trọng nhất. Tất nhiên lời cảm ơn chân thành hay không là phụ thuộc vào cái cách mình nói và cái hành động của mình nữa. Cho nên ở đây không có cái vụ cảm ơn không chân thành và cảm ơn chân thành. Cho dù mình cảm ơn thật là trịnh trọng nhưng mà cái cách của mình mắc nói đi đâu đó thì vẫn vẫn là không chân thành. Thì cái này là theo thứ tự từ đơn giản, nghĩa là bạn bè mình với nhau thân thiện, không có phải vị nể, cho tới cái lúc mà cần sự chỉnh chu nhất có thể. Thì đó là cái thứ tự. Cách đơn giản nhất, thanks. Nhớ quý vị, chữ thanks mà thêm S này là rất thân mật. Rất là thân mật, nói với gia đình của mình thì được, nói với bạn bè của mình thì được. Còn đối với những người mà quý vị nghĩ rằng mình cần cái sự tôn kính cho họ, thì đừng có nói chữ thanks này, kỳ lắm. Nha quý vị nha, nhớ nha, không trịnh trọng. Đó, mình viết thư cho đối tác, viết thư cho giáo sư hoặc những người mà quý vị tôn kính, đừng có ghi thanks sir này, kỳ lắm nha. Rồi, thứ hai đó là thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you ever so much. I would like to thank you so much. I'm grateful. Thường là cái này nó không có, hơn cái bài này bỏ đi. I'm grateful đi. I'm grateful for cái gì đó thì thường người ta sẽ thêm cái lý do vô. Và cuối cùng là I would like to show my gratitude for cái gì đó. Cái lý do đó nó được thể hiện bằng danh từ hoặc danh động từ. Em ví dụ ha, cái lý do đó một số cái như là như thế này. Your help. Sự giúp đỡ của các bạn. Của bạn. Hay là your attendance, tức là sự có mặt của bạn, sự tham gia của bạn. Your feedback, sự phản hồi của bạn. Nó mình gửi thôi, em bữa nay mình tổ chức chương trình vậy, các bạn cảm thấy như nào? Các bạn có thể cho mình góp ý được không? Thì your feedback chính là sự phản hồi của bạn. Your suggestions, đề xuất của bạn. Vậy thì mình cứ ghép vô những cái lý do ở trên thôi. I would like to show my gratitude for your suggestions. Tôi mong muốn được thể hiện lòng biết ơn với những cái đề xuất của bạn. Rồi em nghĩ vậy là đủ không quý vị? Đủ đủ không chị Tiên, được không? Được Dạ đúng không ạ? rồi. Dạ vâng ạ. Dạ thầy ơi, Dạ vâng, em đây. dạ thầy cho hỏi là mình phân biệt cái dùng khi dùng mà I got it, I know và I understand. Got it. I know. I understand. Dạ Okay. I know. Cái này chỉ có cái I know là nó khác thôi. Còn hai kia nó giống nhau. Hai con này đồng nghĩa như quý vị. Và đồng luôn cả một cái nữa là I see nữa. Nhưng mà I see, cái này nó hơi trịnh trọng một chút. Rất trịnh trọng. Và hơi sến nữa. Hơi sến nữa, tại vì ở trong văn nói không ai nói vậy chứ. Ví dụ mà mình ai đó hướng dẫn gì đó thì mình chỉ nói là ok hiểu rồi. Rồi hiểu rồi, hiểu rồi, giống như là hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Là I got it và I see đó, hiểu rồi, hiểu rồi. Mình nói một kiểu rất I got it, I là thân see, thiện đúng không? Còn mình nói chữ này giống như là kiểu là chồng mình hướng dẫn cho mình làm cái gì đó xong mình mới nói là bây giờ thì em đã hiểu rồi anh. Sến. À vậy ha. Còn I know là tôi biết. Tôi biết nó khác với tôi hiểu biết là nói về kiến thức, đó là người ta chưa nói là mình đã biết rồi. Còn I got it là người ta nói xong mình mới hiểu. Khác nhau ở chỗ đó, nhỏ xíu. Rồi, Thank để you. you're welcome. Yes. Diễn Nguyệt hỏi làm sao để biết mình đã học hết chương trình lớp vỡ lòng. Có hai cách, một là học xong 3 tháng là hết chương trình vỡ lòng, nó sẽ quay lại y chang như cũ. Hai là mình cảm thấy lớp này nó quá dễ, dễ ẹt, dễ quá không còn gì để học nữa trơn. Là lúc đó là mình biết mình đã xong chương trình lớp vỡ lòng. Thầy ơi, em ở lớp này 5 tháng rồi đó. Dạ em hiểu.
thì đó chị đã dần dần qua được cái lớp kia được rồi Tại vì đó, biết không, cảm tại vì mấy tháng trước á, là thầy dạy một tuần có một ngày thứ hai và đúng thứ tư rồi, không hiểu, cho đúng nên tính ra một tháng học có 4 buổi à, rồi nên đúng nó rồi, trôi qua 5 tháng. 5 tháng lâu quá đúng không, bây giờ may quá có thêm buổi nữa để luyện tập Vậy chắc em qua lớp thứ tư được rồi. được. Dạ em thấy chị qua, em thấy chị theo được mà, đừng có đặt nặng là phải làm được hết cái đó, nó giống như là một cái lớp yoga vậy đó. Tất nhiên là các bạn mình có thể sẽ trồng cây chuối, có thể sẽ lộn mèo lộn nhào kệ người ta, mình cứ từ từ từng bước một, mình hơn mình của ngày hôm qua, và chỉ nắm được những cái mà em nói ở trong đó chị thực hành được là được rồi, còn đừng có ngó vô người ta mình cảm thấy tự ti kệ. Và cũng giống như chị vậy đó, có những người học 2 lớp đúng không, thì lớp nền tảng đó cũng có những người họ học 2 lớp, tức là những anh chị ở lớp nâng cao á, là học tiếng Anh ì xèo rồi vẫn chui vô lớp nền tảng để học, thì kệ mình đừng có ngó, mình cứ coi bản thân mình, phản Em hồi chỉ cho sợ em theo thực sự. không kịp đó thầy, nhưng mà tại vì em học lớp vỡ lòng là 5 tháng rồi và em À. cảm thấy là bây giờ hôm nay là cái bài nó quay trở lại cái ngày ban đầu của À. em. À. Dạ vậy là được, vậy là được, chị cứ vô lớp nền tảng nó đi, em Dạ. em sẽ để ý chị. Dạ. Dạ cảm ơn thầy. Em hỏi một câu được không? Được chị Lĩnh, why not? Em từ HO ấy thì có phải viết tắt của từ head office không anh thầy, hay là how office, bởi vì là Ok. Rất có thể nó là head office đấy ạ. À. Thực ra đây là chữ viết tắt đấy quý vị, và chữ viết tắt quý vị mà tra tra ở trong từ điển đó thì nó có rất là nhiều trường hợp. Thiệt, có một số từ viết tắt nó cố định và nó chỉ có một cách hiểu thôi, ATM. Nhưng mà có những cái từ viết tắt khác phải tùy ngữ cảnh mới hiểu được. Thì bây giờ em chỉ có thể trả lời cho chị Lĩnh ở cái khía cạnh là phần lớn người ta sẽ hiểu nó như thế. Ồ, rất có thể là head office đó, văn phòng thì đúng rồi, sở. thường thường em đến cái văn phòng thì hay mọi người cứ ở đến HO không, nhưng À, mà trụ sở. Dạ trong cái mindset của em thì là đây có vẻ đến cái nhà kiểu như là một cái tòa nhà lớn ấy, thì em đang hình dung nó đúng là đúng. HO office, tức là Dạ head office là head là cái đầu, office là văn phòng cái đầu, văn phòng đầu não, hay là gọi là trụ sở chính. Rồi. và head office đấy. Dạ Em đang đúng. tranh một bạn nên là em đang Rồi muốn đó. phòng ban lại thầy sẽ có đúng Đó, em nghĩ là đúng đó. Rồi vậy hôm nay mình tới đây nha cả lớp, và quý vị còn câu hỏi nào cứ để dành lại đó, bữa sau mình sẽ gặp nhau. Và xin chào mọi người. Good night to you. so Okay. much Bye. thầy. Bye. Bye, bye mọi người ạ. À. Xin chào.